Gian nan hành trình xác định ranh giới ngoài thềm lục địa của Việt Nam trước sự càn phá của Trung Quốc. Tác giả Nguyễn Quang Bô, nguyên phó tổng giám đốc công ty thăm dò và khai thác dầu khí, nay là tổng công ty PVEP. Trung Quốc liên tục quấy rối. Căn cứ vào công ước về luật biển UNCLOS 1982 và những quy định của Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam là quốc gia ven biển có ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở lãnh hải. Tuy nhiên, điều đó phải được chứng minh dựa trên những chứng cứ khoa học về địa chất, địa mạo, độ sâu nước biển, bề dày trầm tích, vân vân. Trong một báo cáo quốc gia chứ không thể nói vo. Thời hạn phải nộp báo cáo là 13 tháng 5 năm 2009. Nếu sau thời hạn này mà không có thì coi như Việt Nam không có yêu cầu và từ bỏ quyền của mình đối với thềm lục địa kéo dài vượt quá 200 hải lý. Bộ Ngoại giao là cơ quan lập và trình báo cáo này cho Liên Hợp Quốc. Công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP vinh dự được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN giao trách nhiệm thừa ủy quyền của Ban Biên giới Bộ Ngoại giao tiến hành lập và triển khai phương án khảo sát địa chấn, xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam. PVEP mà chủ chốt là đội CSL07 gồm Nguyễn Du Hưng, Cù Minh Hoàng, Hoàng Việt Bách, phòng thăm dò, Nguyễn Trường Thanh, tôi và một số anh em khác trong năm 2006 đã phối hợp chặt chẽ với nhóm của anh Huỳnh Minh Chính, vụ trưởng vụ biển, ban biên tập lập xong phương án mà chúng tôi đặt tên là CSL07. Khối lượng 7.000 km tuyến địa chất 2D kết hợp đo từ trọng lực, độ sâu nước biển trình các cấp phê duyệt, trong đó có việc thuê tàu khảo sát và xử lý của Liên đoàn Địa vật lý Biển sắt SMNZ của Nga, trụ sở tại Murmansk. Ngày 27 tháng 3 năm 2007, các anh Nguyễn Du Hưng, Nguyễn Trường Thanh, Đào Quang An và tôi có mặt tại Murmansk ký hợp đồng PVEP EXP trên TC06001 với SMNZ. Ngày 8 tháng 5 năm 2007, tôi lại có mặt tại thành phố vùng cực bắc này của Nga để ký phụ lục hợp đồng Adenum số 1 cho việc xử lý tài liệu địa chấn đã thu nổ của phương án CSL07. Ngày 20 tháng 4 năm 2007, tàu Polkov của Nga đã rời Nha Trang ra khơi bắt đầu khảo sát. Ngày 8 tháng 5 năm 2007, khi mới thu nổ được 2.144 km tuyến đầu tiên thì bị Trung Quốc huy động tàu thuyền và máy bay cản phá quyết liệt, không thể tiếp tục công việc. PVEP và SMNZ sau đó thống nhất chấm dứt hợp đồng khảo sát thực địa chương trình CSL07 giai đoạn 1 và thỏa thuận đưa tàu Polkov xuống khảo sát lô 051BC cho công ty Idemitsu của Nhật Bản, đồng thời khẩn trương tìm tàu mới để tiếp tục chương trình. Tháng 7 năm 2007, tôi nghỉ hưu, nhưng đồng đội trong đội CSL07 vẫn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Ngày 20 tháng 8 năm 2008, tàu Nhà Thám Hiểm Phía Bắc do PVEP thuê của hãng PGS Na Uy khảo sát các tuyến CSL07 giai đoạn 2 ở khu vực phía đông Bồn Trũng, Phú Khánh, được gọi tên mới là CSL08. Chiến thuật thu nổ lần này được các anh em chỉ đạo linh hoạt phù hợp với tình hình trên biển. Nếu bị Trung Quốc chặn tuyến này, ta chuyển sang làm tuyến khác. Nếu bị chặn ở Bắc, ta rời xuống phía Nam, vân vân. Tuy nhiên, mới làm được 4.600 km tuyến, tức là 75% khối lượng, thì Trung Quốc huy động 5 tàu tới cản phá, cắt đứt cáp địa chấn, công việc phải dừng lại.
không thể không hoàn thành nốt 25% chương trình CSL08 còn lại. PVEP ký tiếp hợp đồng với công ty Trường Sóng của Singapore, đem tàu công cụ khảo sát vào thu nổ từ ngày 24 tháng 10 năm 2008, nhưng sau 5 ngày cũng phải dừng lại vì bị Trung Quốc kịch liệt chống phá. Khối lượng km tuyến khảo sát được trong giai đoạn 2 là 4.870 km cộng với 2.144 km giai đoạn 1, tương đương con số 7.000 km của phương án. Trong đời làm dầu khí, đây là lần đầu tiên một phương án thu nổ địa chấn có khối lượng khiêm tốn nhưng lại phải kéo dài tới 2 năm với 3 lần thuê tàu vì sự cản phá đến cùng của Trung Quốc. Có lẽ họ không muốn Việt Nam có số liệu khảo sát khách quan khoa học để làm báo cáo quốc gia nộp Liên Hợp Quốc đúng thời hạn. Hiểu được ý đồ đó nên chúng tôi càng quyết tâm vượt qua và chúng tôi đã chiến thắng. Tài liệu CSL07 giai đoạn 1 được SMNG xử lý tại Munich. Tài liệu CSL08 giai đoạn 2 xử lý tại Trung tâm xử lý Fairfield Việt Nam của PVN. Kết quả xử lý được PVEP minh giải hai ranh giới, tầng phản xạ trên cùng tương ứng với nóc trầm tích hay đáy biển và tầng móng âm học tương ứng với đáy trầm tích. Từ kết quả minh giải này, tính ra chiều dày trầm tích giúp việc xác định ranh giới ngoài thềm lục địa được chính xác, khoa học và đầy thuyết phục. Toàn bộ tài liệu sau đó PVEP giao lại cho Ban Biên giới để lập báo cáo quốc gia trình Liên Hợp Quốc. Tôi được biết, theo điều kiện tự nhiên và yêu cầu về chính trị, pháp lý, Việt Nam chia vùng thềm lục địa vượt quá 200 hải lý thành 3 khu vực là Bắc, Trung và Nam. Trong đó, khu vực phía Bắc dựa trên cơ sở sự kéo dài của thềm lục địa Việt Nam về phía Đông, khu vực Trung và Nam là sự trải dài tự nhiên của thềm lục địa Đông Nam Việt Nam. Báo cáo quốc gia của Việt Nam. Báo cáo phần phía Nam ta làm chung với Malaysia. Báo cáo trình Liên Hợp Quốc để bảo đảm quyền lợi quốc gia, bảo vệ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa vượt quá 200 hải lý, đồng thời có cơ sở khoa học để đưa ra các quy định về ranh giới ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa. Nội dung báo cáo quốc gia của Việt Nam gồm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với báo cáo chung Việt Nam-Malaysia, hai bên thống nhất xác định được khu vực thềm lục địa vượt quá 200 hải lý liên quan đến hai nước mà không ảnh hưởng tới nước khác. Khẳng định chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển và thềm lục địa được quy định theo Công ước 1982, tuân thủ Công ước 1982 và tôn trọng các điều ước và hiệp định quốc tế về phân định biển đã được ký kết và có hiệu lực giữa các nước liên quan. Việc xây dựng báo cáo trình Ủy ban ranh giới thềm lục địa về ranh giới ngoài thềm lục địa vượt quá 200 hải lý và việc Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc xem xét báo cáo không ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền biển đảo và việc phân định biển giữa Việt Nam và các nước liên quan sau này. Ngày 6 tháng 5 năm 2009, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã phối hợp với phái đoàn Malaysia nộp báo cáo chung Việt Nam Malaysia và ngày 7 tháng 5 năm 2009 nộp tiếp báo cáo riêng của ta khu vực phía Bắc trước hạn chót là ngày 13 tháng 5 năm 2009. Ban thư ký của Ủy ban ranh giới thềm lục địa đã tiếp nhận và truyền tải ngay báo cáo tóm tắt của báo cáo chung Việt Nam Malaysia và báo cáo thành phần của ta lên trang web của Liên Hợp Quốc. Ngày 7 tháng 5 năm 2009, phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã gửi công hàm đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối hai báo cáo trên, yêu cầu Ủy ban ranh giới thềm lục địa không xem xét. Và lần đầu tiên họ chính thức đưa ra yêu sách trên Biển Đông theo đường chín đoạn.
tức đường lưỡi bò. Ngày 8 tháng 5 năm 2009, Phái đoàn Việt Nam đã gửi công hàm phản đối công hàm của Trung Quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn, coi đây là yêu sách phi lý, không có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn. Ngày 27 tháng 8 năm 2009, Việt Nam và Malaysia đã phối hợp trình bày báo cáo chung, và ngày 28 tháng 8 năm 2009, Việt Nam đã trình bày báo cáo riêng khu vực phía Bắc cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Thời gian trôi đi thật nhanh, đã 13 năm kể từ ngày đội CSL07 của PVEP cùng với Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao khởi động công việc, rồi liên tiếp 2 năm 2007-2008 bằng mọi cách vượt qua sự chống phá quyết liệt của Trung Quốc để hoàn thành thắng lợi phương án thu nổ địa chấn, xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam. Các anh Đào Quang An, Nguyễn Du Hưng và tôi đã nghỉ hưu. Nghe nói anh Huỳnh Minh Chính sau đó đi làm đại sứ tại Hà Lan, bây giờ chắc cũng nghỉ rồi. Nhớ lại chuyện xưa, để thấy ngành dầu khí cũng đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chống lại tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về chủ quyền trên biển, chúng ta thường vẫn nói chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán. Tại sao lại có các khái niệm như vậy? Vậy quyền chủ quyền và quyền tài phán là gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Chủ quyền là quyền làm chủ tuyệt đối của quốc gia độc lập đối với lãnh thổ của mình. Chủ quyền của quốc gia ven biển là quyền tối cao của quốc gia được thực hiện trong phạm vi nội thủy và lãnh hải của quốc gia đó. Quyền chủ quyền là quyền của các quốc gia ven biển được hưởng trên cơ sở chủ quyền đối với mọi loại tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, cũng như đối với những hoạt động nhằm thăm dò và khai thác vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia đó vì mục đích kinh tế, bao gồm cả việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu, gió. Quyền tài phán là thẩm quyền riêng biệt của quốc gia ven biển trong việc đưa ra các quyết định, quy phạm và giám sát việc thực hiện chúng như cấp phép, giải quyết và xử lý đối với một số loại hình hoạt động của đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển. Trong đó có việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình nghiên cứu khoa học về biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển trong vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của quốc gia đó. Quyền chủ quyền có nguồn gốc từ chủ quyền lãnh thổ, trong khi quyền tài phán là hệ quả của quyền chủ quyền, có tác dụng hỗ trợ, tạo ra môi trường để thực hiện quyền chủ quyền được tốt hơn. Bên cạnh đó, trong khi chủ quyền và quyền chủ quyền chỉ được thực hiện trên vùng lãnh thổ mà quốc gia có quyền, thì quyền tài phán có không gian mở rộng hơn tới những nơi mà quốc gia đó không có chủ quyền. Ví dụ, quyền tài phán áp dụng trên tàu thuyền có treo cờ của một quốc gia nhất định đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của một quốc gia khác. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn.